Chào anh em, chào bạn bè đang theo dõi kênh Người Mê Xe nha. Nay em tiếp tục lên sàn một em Honda Cup 90 Custom đời 1999, tem cốp nổi, giá cực kỳ dễ thương, giá học sinh sinh viên nha anh em. Anh em nào mua mà có sổ hộ nghèo thì có bớt nữa nha anh em. Đời 1999, sơn zin, chỉ có dặm lại ở dưới nắp bình xăng thôi nha anh em. Máy móc zin êm, chạy ngon cực kỳ. Giá chỉ ba mấy triệu mà được chiếc xe như vậy là đẹp rồi nha anh em. Chạy 6.000 km. Anh em mà muốn mua xe dữ hơn thì tầm cỡ năm mấy 60 triệu trở lên thì sẽ có xe dữ hơn. Còn tầm tiền này em chỉ bán được xe cỡ này thôi. Rất là hợp túi tiền với nhiều anh em. Quay chi tiết nha. Xe này có cái bô nó hơi yếu tí nha. Bô hơi yếu. Còn dàn đồ thì đều. Dàn sơn zin chỉ có dầm ở dưới chỗ này tí thôi nha anh em. Cái lốc nó có bị trầy vài ba điểm ở bên kia, em có quét sơn lên cho nó phủ lại. Máy móc zin chưa bung đầu, zin em nha. Dàn màu có vài ba chỗ nó bị trầy như chỗ này, và chỗ cốp thì có quét phủ sơn lên cho nó lắp cái dàn nhựa đi. Một vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Đây nữa nè, ngay chỗ cốp nữa này. Lốc bên này cũng một chút nha này. Giá bán cực kỳ rẻ, chỉ có 38 triệu thôi nè. Xem xe trực tiếp tại nhà nha, tại Sài Gòn. Khách niên tháng 11 năm 99. Trước đây trăm niên đùm đẹp. Nổ máy nha. Số điện thoại em để trên màn hình nha anh em, 0836397777 nha. Máy móc em ru thì thầm. Tám triệu nha. Anh em nào yêu mến liên hệ qua số điện thoại của em. Xem xe trực tiếp tại nhà tại Sài Gòn. Rồi, chào anh em, chào bạn bè.